Chào tất cả các bạn và các em. Hôm nay chúng ta gặp nhau để giải quyết một số bài tập về nhiệt thức Newton. Thì phần bài tập về nhiệt thức Newton, thầy sẽ làm hai video. Ở video thứ nhất này, thầy sẽ làm theo hướng tự luận và xen kẽ có trắc nghiệm để chúng ta bắt đầu chúng ta nắm chắc kiến thức. Sau này khi chúng ta chuyển qua trắc nghiệm hoàn toàn thì chúng ta sẽ dễ hình dung. Thì ở video số 1 này, thầy sẽ tập trung một số dạng, ví dụ như là khai triển dưới dạng đầy đủ bằng cách sử dụng máy tính Casio chúng ta sử dụng. Ở câu 1, thầy sẽ làm minh họa một câu một C thôi. Câu 2, viết 3 số hàng đầu trong khai triển nhiệt thức. Chúng ta cũng có sử dụng máy tính Casio ở đây. Tương tự đối với câu số 3, câu số 4A. Câu số 4B là xác định số hạng chính giữa trong khai triển. Câu số 5, xác định số hạng chứa x mũ 8 nhân y mũ 6 trong khai triển. Đa phần là chúng ta dựa vào công thức tổng quát và chúng ta sử dụng Casio để chúng ta bấm máy. Câu số 6, giải phương trình tổ hợp. Câu số 7, bắt đầu chúng ta làm quen với những dạng toán trắc nghiệm. Và ở câu số 6 hoặc là câu số 7 này thì một tí nữa chúng ta sẽ sử dụng Casio, chúng ta giải quyết nó cũng khá nhanh. Chúng ta bắt đầu câu số 1. Khai triển dưới dạng đầy đủ các nhị thức sau và thầy là minh họa câu 1A câu 1C 2x trừ cho 3y mũ 2 tất cả mũ 4. Đầu tiên thầy ghi dưới dạng công thức tổng quát ra. Chúng ta sẽ cho k chạy từ 0 đến 4. Đó là ckn, tức là ck4. Chúng ta nhớ số hạng đằng trước là mũ dưới trừ trên, tức là mũ n trừ k, và số hạng sau là mũ k. Thì ở đây thay vì mình ghi 2x tất cả mũ 4 trừ k thì chúng ta sẽ tách ra luôn, tức là 2 mũ 4 trừ k nhân cho x mũ 4 trừ k. Như vậy tất cả các số hạng ở trước chúng ta mũ dưới trừ trên, tức là 2 mũ 4 trừ k nhân cho x mũ 4 trừ k. Chúng ta nhân tất cả những số hạng phía sau là mũ k. Thì ở đây đầu tiên trừ 3 mũ k, và phía sau là y bình mũ k, tức là y mũ 2 k. Khi chúng ta kiểm soát tốt thì chúng ta không cần phải làm bước chuyển x mũ 4 trừ k ra phía sau hay nằm, mà chúng ta sẽ thực hiện hai bước như sau. Những cái hệ số phía trước một xíu nữa chúng ta sẽ sử dụng máy tính chúng ta bấm một lần, và bây giờ thì bắt đầu điền những số hạng phía sau trước, tức là x với lại y. Đầu tiên cho k chạy từ 0 thế vào, tức là chúng ta sẽ được là x mũ 4 y mũ 0. Tiếp theo k bằng 1, tức là x mũ 3 và y mũ 2. Tiếp theo là k bằng 2, k bằng 2 là x mũ 2 y mũ 4. K bằng 3, x mũ 1 và y mũ 6. K bằng 4, x mũ 0 và y mũ 8. Bây giờ chúng ta sẽ điền các hệ số ở đằng trước vào. Chúng ta sử dụng máy tính chúng ta bấm như sau. Chúng ta sẽ bấm là CK4, nhưng mà ở đây không có K thì chúng ta quan niệm là K chính là X. Có hai kiểu bấm. Một là chúng ta sẽ bấm ở trước đây như thế này, ví dụ như
là 4 cx nhân cho biểu thức phía sau. Sau đó chúng ta gọi giá trị 2 là chúng ta sẽ báo một lần. Chúng ta sử dụng bảng tính table, chúng ta mod 7, chúng ta nhập vào. Sau đây là 4cx nhân tiếp cho 2 mũ 4 trừ x. Chúng ta nhân tiếp cho trừ 3 mũ x. Chúng ta bắt đầu. Máy tính FX570EX LED thì nó chỉ tính được một hàm, nhưng mà ví dụ như là máy tính 570VM LED thì có tính được hai hàm một lúc, tức là F, FX với lại GX, thì chúng ta chỉ cần tính FX thôi. Nhưng mà chúng ta bấm đăng tiếp tục. Bắt đầu K chạy, tức là X chạy, K chạy từ 0, 4, như vậy bắt đầu X bằng 0, kết thúc là số 4, và bước ở đây là 1, tức là 0 nhảy lên 1, nhảy lên 2, như vậy bước nó là một đơn vị. Để đây, ở đây chúng ta để số 1, chúng ta bằng với x bằng 0, tức là ứng với k bằng 0 thì hệ số nó là 16. Chúng ta bắt đầu điền vào 16. Tiếp theo là trừ 96, ở đây là trừ 96, 216 cộng 216, tương tự trừ 216. Tiếp tục là 81, là chúng ta kết thúc cộng 81. Như vậy đối với cái dạng toán khai triển đầy đủ như thế này, chúng ta nên sử dụng mod 7, chúng ta sẽ làm nhanh hơn rất là nhiều so với chúng ta khai triển lần lượt và chúng ta bấm máy lần lượt. Tương tự đối với câu A, B và câu D. Chúng ta qua câu số 2. Có vấn đề gì cần trao đổi, các bạn có thể là bình luận ở bên dưới video, hoặc là trong quá trình giảng giải có vấn đề gì thì các bạn có thể góp ý cũng ở dưới video luôn. Chúng ta tiếp tục câu số 2. Viết ba số hàng đầu trong khai triển theo chiều tăng số mũ của y. Nếu chúng ta áp dụng cái công thức này thì số mũ của A nó sẽ giảm và số mũ của B nó sẽ tăng. Ngoài công thức này ra thì một số người hoặc là một số khách hoặc là một số bạn có thể chuyển về công thức là A mũ K nhân cho B mũ N trừ K thì cũng hoàn toàn đúng, không có sai gì cả. Nhưng nếu chúng ta sử dụng một công thức như thế này và chúng ta làm quen với nó thì nhớ rằng công thức này, số mũ của A, tức là ở thằng đứng trước nó sẽ giảm và số mũ của thằng đứng sau nó sẽ tăng. Như vậy câu 2, theo chiều tăng số mũ của y thì chúng ta nên để y ở phía sau. Như vậy hiện tại y đang ở phía sau, chúng ta không cần phải điều chỉnh cả. Người ta chỉ yêu cầu là viết ba số hàng đầu trong khai triển. Thì ở bài này, một, chúng ta không cần sử dụng công thức tổng quát mà chúng ta sẽ sử dụng những công thức khai triển ra luôn, và chúng ta khai triển ba cái số hàng đầu tiên. Nhưng nếu bạn nào thích sử dụng công thức tổng quát thì chúng ta cũng có thể sử dụng như sau: 2 nhân cho x bình trừ 3y mũ 7. Đầu tiên là CK7, K chạy từ 0 đến 7. Tất cả những số hàng đầu là mũ dưới trừ trên, tức là 7 trừ K, thì ở đây là 2 mũ 7 trừ K nhân cho x mũ 2 7 trừ K nhân cho ở đây trừ 3 mũ K nhân cho y mũ K
Người ta chỉ yêu cầu là ba số hàng đầu trong pha chuyển. Như vậy chúng ta thực hiện ba số đầu, ba số hàng đầu tương ứng với là k bằng 0, k bằng 1 và k bằng 2. Như vậy đầu tiên k bằng 0 thế vào, chúng ta được x mũ 14 và y mũ 0. Cái số hạng thứ hai k1 chúng ta thế vào là x mũ 12 và y mũ 1. Cái số hạng thứ thứ ba ứng với k2 chúng ta thế vào là x mũ 10 và y mũ 2. Chúng ta bấm các hệ số như sau. Bảy CX chúng ta nhân cho 2 mũ 7 trừ k. Chúng ta nhân tiếp cho trừ 3 mũ x. Chúng ta bắt đầu. Chúng ta chỉ cần ba số hàng đầu thôi. Như vậy là bắt đầu từ 0, kết thúc là số 2. Bước là 1, như vậy ở đây là 128. Cái số hạng thứ hai là trừ 1 3 4 4 và số hạng này là 6048. Ta giải quyết xong câu số 2, chúng ta tiếp tục câu số 3. Cho nhiều thức xác định số hạng chứa x mũ 4 và hệ số của x mũ 4. Chúng ta bắt đầu như sau. Ở đây nếu các bạn kiểm soát tốt thì các bạn không còn là chúng ta ghi dấu sigma, tức là dấu cộng này, mà chúng ta sẽ sử dụng cái số hàng cộng ở sau thôi. Nhưng mà ở đây thì sẽ ghi luôn cái dấu cộng để chúng ta nhớ rằng k chúng ta chạy từ 0 đến đến 6. Xác định số hạng chứa x mũ 4 thì trong cái khai triển này, ở đây chúng ta sẽ có là x mũ 6 trừ k. Thì chúng ta cần phân biệt được hai khái niệm, một là số hạng chứa x mũ 6 trừ k, hai là hệ số của x mũ 6 trừ k. Nếu nói về số hạng chứa x mũ 6 trừ k như này thì cái phần mà thầy bôi xanh ở đây, tức là từ đây như đây, nguyên cả cái phần này là số hạng chứa x mũ 6 trừ k. Còn nếu nói về hệ số của x mũ 6 trừ k thì chỉ là chúng ta sẽ bỏ đi cái phần này, tức là CK6 nhân cho 3 mũ 6 trừ k nhân cho trừ 2 mũ của k, đó là hệ số. Còn số hạng thì chúng ta sẽ lấy luôn. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu. Số hạng chứa x mũ 4 thì nó sẽ tương ứng với 6 trừ k, nó sẽ bằng 4. Khi chúng ta trình bày từ luận thì chúng ta sẽ nói rõ là gì? Số hạng chứa x mũ 4 thì ứng với 6 trừ k bằng 4. Thì từ đây chúng ta sẽ giải ra được là
Ok, chúng ta sẽ bằng 2. Có cao hơn 2 thì chúng ta bắt đầu số hạng. Chúng ta thế vào thì nó phải là C26 nhân B mũ 6 trừ 2 tức là B4 nhân trừ 2 mũ K tức là trừ 2 mũ 2. Ở đây chúng ta có thể là ghi ngay số 4 nhân cho x mũ 4. Đây chính là số hạng chứa x mũ 4. Còn nếu nói về hệ số thì nó chỉ có như này thôi. Đây chính là hệ số. Đây là số hạng. Chúng ta xong câu số 3. Chúng ta qua câu số 4. X trừ 3 nhân cho x bình tất cả mũ 8. Ở đây chúng ta thấy rằng x giống nhau. Như vậy khi chúng ta nhân thì chúng ta sẽ cộng số mũ lại, còn nếu chúng ta chia thì chúng ta sẽ lấy số mũ này trừ số mũ kia. Thì ở đây số mũ chúng ta sẽ dồn lại là 8 trừ k cộng cho 2k. Nhưng đối với bài toán trắc nghiệm chúng ta kiểm soát thì chúng ta không cần phải thực hiện thêm một bước nữa để mất nhiều thời gian. Chúng ta bắt đầu. Hệ số của x mũ 15 thì tương ứng với cái số mũ của x nó sẽ bằng 15. Ở đây có hai chỗ chứa x thì số mũ của nó là 8 trừ k và cộng tiếp cho 2k bằng 15. Thì ở đây rõ ràng 8 cộng k bằng 15 thì suy ra k chúng ta sẽ bằng 7. Chúng ta xác định hệ số. Hệ số thì chúng ta sẽ không có tính là x mũ 15. Như vậy hệ số là C 7 8 nhân tiếp cho 2 mũ 8 trừ k tức là 2 mũ 1 nhân tiếp cho trừ 3 mũ 7. Chúng ta thực hiện vào bài toán trắc nghiệm, tùy cái đáp số người ta để dưới dạng là tổ hợp hay là người ta tính toán cụ thể. Nếu người ta tính toán cụ thể thì chúng ta sẽ sử dụng máy tính để chúng ta bấm cái giá trị này ra, chúng ta so sánh với bốn đáp án A, B, C, D. Còn nếu người ta để dưới dạng là tổ hợp như thế này thì chúng ta sẽ để yên để chúng ta so sánh cho dễ. Chúng ta tiếp tục câu số 4B. Xác định số hạng chính giữa trong khai triển ở đây n bằng 8, tức là trong khai triển nó sẽ có 9 số hạng, thì số hạng đứng chính giữa nó chính là cái số hạng thứ 5. Số hạng thứ 5 ứng với k bằng 4. Nhưng ta suy nghĩ dài dòng như vậy thì nó sẽ mất nhiều thời gian mà nó cũng sẽ rối cho ta. Thì đối với cái dạng số hạng chính giữa thì các em nhớ rằng khi n chẵn thì nó mới có số hạng đứng chính giữa, và số hạng đứng chính giữa nó ứng với k bằng n chia 2. Thì ở câu B này thì số hạng đứng chính giữa nó sẽ ứng với k bằng 8 chia 2 tức là k bằng 4. Chúng ta thực hiện như sau.
Ứng với can 4 thì chúng ta khi ở câu A chúng ta đã có cái khai triển dạng tổng quát rồi, thì K bằng 4 chúng ta thế vào là xong. C4 8 nhân cho 24 nhân cho trừ 3 phủ 4 và chúng ta nhân tiếp ở đây càng 4 thì chúng ta thế vào ở đây là k cộng 8 thì như vậy là x mũ 12. Ở đây người ta nói số hạng thì như vậy là đây là số hạng, nếu người ta nói hệ số thì chỉ có như vậy thôi. Ở câu B thầy nói lại một lần nữa, đối với n chẵn thì mới có số hạng đứng chính giữa, và số hạng đứng chính giữa ứng với k bằng n chia 2. Ở câu B này n chia 2 là 4, thì chúng ta sẽ giải quyết khá nhanh những dạng toán này. Chúng ta tiếp tục câu số 5. Các bạn các em có thể là dừng video và làm trước những câu 5, 6, 7, 8, 9, 10 và siêu lượng chúng ta so sánh đáp số như thế nào. Câu số 5, xác định số hạng chứa x mũ 8 nhân y mũ 6 trong khai triển. Đây là video đầu tiên nên những bài tập nó là những bài tập vừa phải, khá đơn giản. Thì ở video tiếp theo thầy sẽ cho những bài tập tìm số hạng trong cái khai triển nó có 3 phần tử, hoặc là nó sẽ phức tạp hơn chứ không chỉ là 2 phần tử đơn như thế này. Thì các em có thể là đón xem ở cái video sau. Các bạn và các em có thể là click vào nút đăng ký hoặc là nút subscribe để theo dõi những cái video mới nhất từ tác giả, và nhớ rằng có vấn đề gì thì các bạn và các em có thể là bình luận ở bên dưới video, chúng ta cùng trao đổi. Chúng ta quay lại câu số 5. 2 mũ 10 trừ k. Nhân cho x mũ. Ở đây chúng ta cũng có thể ghi là 2 nhân cho x bình tất cả mũ 10 trừ k, chứ không cần phải tách ra như thế này. Nhưng mà một số bạn thì lại khó kiểm soát vấn đề đó, hay nhầm lẫn, nên chúng ta sẽ tách ra luôn. Còn nếu mà bạn nào đã kiểm soát tốt thì có thể là không cần phải tách ra ngay như thế này. Chúng ta tiếp tục nhân cho ở đây trừ y, tức là trừ 1 mũ k nhân cho y mũ k. Số hạng chứa x mũ 8 nhân cho y mũ 6. Như vậy cái số mũ của x nó phải là 8, đồng thời số mũ của y nó phải là 6, tức là 2 nhân cho 10 trừ k nó phải bằng 8 và k nó phải bằng 6, tức là số mũ của y. Ở đây chúng ta ứng với mỗi cái giá trị k, chúng ta thế vào chúng ta được cái số mũ của x và số mũ của y. Như vậy khi chúng ta giải quyết cái hệ này thì nếu cái k nó thỏa mãn cả hai phương trình
thì chúng ta mới nhận. Còn nếu giá trị K nó chỉ thỏa một phương trình mà không thỏa phương trình còn lại thì đương nhiên giá trị K nó sẽ không tồn tại. Thì ở đây K bằng 6, rõ ràng K bằng 6 nó cũng sẽ thỏa mãn phương trình ở trên. Chúng ta suy ra ngay K là bằng 6, chính là kết quả của chúng ta. Có K bằng 6 rồi, chúng ta chỉ việc là thay vào tất cả là xong. Chúng ta đi qua câu số 6, bắt đầu làm quen với việc giải phương trình có liên quan đến hôn vị chỉnh hợp hoặc là tổ hợp. Thì đầu tiên cái câu số 6 này thầy sẽ làm theo kiểu từ lần trước, sau đó thầy sẽ hướng dẫn chúng ta bấm máy. Đương nhiên việc bấm máy sẽ nhanh hơn rất nhiều so với việc chúng ta phải tính toán thông thường. Chúng ta đi vào câu số 6 như sau. Đầu tiên chúng ta quy ước với nhau như thế này. Cái số ở trên thì gọi đó là ngọn và ở dưới thì gọi đó là gốc. Thì để giải quyết những cái dạng phương trình tổ hợp, chỉnh hợp hoặc là hóa vị như thế này thì chúng ta cần nắm chắc những công thức và những cái quy ước. Thầy chỉ lấy đơn giản một số cái quy ước, ví dụ như là không giao thừa thì bằng 1. Hoặc là ví dụ như thế này. A0N thì bằng 1. Ở đây để cho dễ hình dung và dễ nhớ thì chúng ta cứ tưởng tượng cái này nó giống như là n mũ mũ 0 mà mũ 0 thì bằng 1. Cái này là chúng ta chỉ tưởng tượng thôi chứ đương nhiên cái này là không phải là mũ 0 rồi. Hoặc là gì? Hoặc là C0N. Cái này chúng ta có thể tưởng tượng nó gần giống giống như là mũ 0 thì mũ 0 bằng 1. Hoặc là mũ 1 n mũ 1 thì bằng bằng chính nó là bằng n, tương tự như C1N. Chúng ta tưởng tượng thôi, gần giống như là n mũ 1 thì cái đây là bằng n. Thì còn cái công thức này thì sao? C2N đương nhiên là không phải là bằng n mũ 2 mà chúng ta phải áp dụng công thức là n giao thừa chia cho k giao thừa, tức là 2 giao thừa nhân cho n trừ k giao thừa. Chúng ta chỉ tưởng tượng khi k bằng 0 và k bằng 1 thôi. Hoặc là chúng ta phải nhớ những công thức như thế này. CKN nó sẽ bằng C N trừ K N. Thì từ đó chúng ta suy ra ngay. Ở đây chính là CN trừ 1 N nó cũng sẽ bằng C1 N và bằng N. Hoặc là C0 N thì nó bằng C N bằng 1. Và còn một số công thức khác nữa. Thì đến ta vận dụng nhanh, chúng ta giải quyết. Chúng ta bắt đầu. Ở đây chúng ta giải quyết ngay là C1N nó sẽ bằng N, chúng ta ghi ngay. C2N thì đương nhiên chúng ta sẽ áp dụng công thức vì nãy ở trên. C3N trên thử N giao thừa chia cho B giao thừa nhân cho N trừ B giao thừa. Lưu ý, thầy đang làm theo kiểu là tự luận. Chúng ta nhớ công thức. Sau đó thầy sẽ thực hiện bấm máy. Chúng ta sẽ giải quyết nhanh nhưng mà không như này. Tạm thời thì xóa cái phần này đi. Ở đây chúng ta có điều kiện là ngọn nó lớn hơn hoặc bằng 0 và bé hơn hoặc bằng gốc. Như vậy ở đây n nó phải lớn hơn bằng 1, n lớn hơn bằng 2, n lớn hơn hoặc bằng 3. Cùng lớn thì chúng ta sẽ chọn số lớn nhất, tức là n lớn hơn hoặc bằng 3. Đây chính là điều kiện của chúng ta.
Chúng ta tiếp tục bài này. N cộng N giao thừa là N nhân dần đến 1. Thì ở đây N giao thừa là N nhân cho N trừ 1. Chúng ta sẽ nhân tiếp cho N trừ 2 giao thừa, trừ 2, N trừ 2 hết. Thì ở đây chúng ta chỉ còn lại cái mẫu là 2 giao thừa bằng 2. Thầy lại ở đây n giao thừa là n nhân n trừ 1 nhân tiếp n trừ 2 và nhân dần đến 1, thì n trừ 2 nhân dần đến 1 đó là n trừ 2 giao thừa. Vậy chúng ta rút gọn đi thì cũng cách làm tương tự, n nhân n trừ 1 nhân cho n trừ 2 và chúng ta muốn dừng lại ở n trừ 3 để rút gọn thì chúng ta ngừng. B giao thừa ở đây là 6 bằng 7 phần 2 n. Tối đa chúng ta thấy cả hai vế phương trình đều có n và nhận thấy n của mình lớn hơn hoặc bằng 3, tức là n khác 0, thì chúng ta có quyền rút gọn đi thì chúng ta được một phương trình tương đương. Ở đây là n rút gọn là còn 1, n trừ 1 chia 2 cộng tiếp n trừ 1 nhân cho n trừ 2 chia 6 bằng 7 phần 2 n. Thì ở đây nó trở về mỗi phương trình bậc 2 thông thường, thì chúng ta sẽ thực hiện theo quy đồng, chúng ta đưa về phương trình bậc 2 và chúng ta bấm máy. Đương nhiên chúng ta chỉ bấm máy lấy những giá trị nguyên lớn hơn hoặc bằng 3. Thì sau khi thực hiện chúng ta sẽ có được là giá trị của n. Thầy qua cách số 2. Trong bài toán trắc nghiệm, nếu chúng ta thực hiện như thế này thì mất quá nhiều thời gian. Kiểm tra thực hiện cách số 2 như sau. Cách số 2 này chúng ta sẽ sử dụng máy tính bỏ túi để chúng ta tính. Thay vì chúng ta phải cho cái giá trị in nó chạy thì chúng ta sẽ sử dụng tính năng table, tức là mode 7 để chúng ta thực hiện bản tính. Thì những giá trị n chúng ta cho chạy là những giá trị n nguyên. Nếu chúng ta có ràng buộc điều kiện thì chúng ta sẽ xuất phát từ n bằng 3 với bước là 1 và chúng ta sẽ cho chạy tăng dần. Thì lấy ví dụ cho chúng ta dễ hình dung. Chúng ta bắt đầu nhập vào. Ở đây là n tương ứng với x. C1 cộng cho xc2, chúng ta cộng tiếp cho xc3, chúng ta chuyển vế sang bên trái, tức là trừ cho 7x chia cho c2. Nếu chúng ta để ý là ngọn nó lớn hơn bằng 0 và biến hơn bằng gốc, từ đó chúng ta suy ra được điều kiện thì chúng ta sẽ xuất phát giá trị n là bằng 3. Chúng ta kết thúc là bao nhiêu? Thì chúng ta có thể là kết thúc là bằng tầm là 20, bởi vì thông thường đối với những cái phép toán nó đơn giản bình thường thì cái máy tính nó tính toán cho chúng ta khoảng là 18 đến 20 cái phép toán. Một số phép toán đơn giản hơn thì nó sẽ tính được nhiều hơn 20 hoặc là 30, 40. Thì ở đây thì dừng lại ở mức trung bình là 20. Thì nếu chúng ta muốn chắc ăn nữa thì chúng ta làm thêm một lần 2 là từ 21 đến 40. Như vậy ở đây thầy cho nó chạy từ 3 đến 20. Bước của chúng ta là bước 1.
chúng ta nhìn vào đây. Khi n chạy n bằng 4 thì chúng ta được giá trị f là bằng 0. Như vậy rõ ràng n bằng 4 của chúng ta nó là một nghiệm. Chúng ta xem tiếp. Giá trị fx chúng ta bắt đầu tăng dần. Như vậy khi n chạy từ 3 đến 20 thì với n bằng 4 thì nó sẽ thỏa mãn phương trình. Như vậy ở đây chúng ta có được một nghiệm n bằng 4. Để chắc ăn thì các em có thể là kiểm tra tiếp là n từ 21 đến 40 chẳng hạn. Nhưng ở đây chúng ta thấy là n cái giá trị nó bắt đầu nó tăng dần. Như vậy nó có các khả năng mà nó trở về không được. Thì cái cách bấm máy này nó chính xác khoảng hơn 90%. Ở đây thầy sẽ bấm máy thử cho các em là khi nãy chúng ta bắt đầu từ 0 hoặc là bắt đầu từ 1, ví dụ bắt đầu từ 0 kết thúc là 20 thì chuyện gì nó sẽ xảy ra. Ở đây nó sẽ không tính toán được. Chúng ta bắt đầu thử từ 1 đến 20. Như vậy là từ 1 đến 20 thì với n 1, 2 thì nó sẽ báo lỗi. Vì sao lỗi? Vì ngọn nó phải bé hơn bằng góc. Thì với điều kiện này đương nhiên là phải n nó lớn hơn hoặc bằng 3 thì chúng ta mới tính toán được. Như vậy ở đây đối với cách số 2 chúng ta tính toán được là n bằng 4. Các bạn và các em có thể là giải theo cách số 1 và so sánh thử hai đáp số như thế nào. Ở đây thầy có một bài tập nhỏ để chúng ta sử dụng máy tính, chúng ta tìm thử là cái giá trị n bằng bao nhiêu nó sẽ thỏa cái phương trình này. Chúng ta qua câu số 7. Số nghiệm phương trình là, chúng ta bắt đầu. X trừ 1 C3 trừ cho X trừ 1 C2 trừ cho 2 nhân cho x trừ 2 chia cho 3. Ở đây chúng ta bắt đầu bao nhiêu thì chúng ta nên làm nhanh cái điều kiện, ví dụ như sau là x trừ 1 nó phải là lớn hơn hoặc bằng 3, tương ứng với cái đầu tiên là x nó phải lớn hơn bằng 4. Cái thứ hai x trừ 1 lớn hơn hoặc bằng 2, lớn ở ý đầu tiên lớn hơn hoặc bằng 3 rồi thì đương nhiên phải lớn hơn bằng 2, nhưng nếu thích thì chúng ta ý thứ hai, tức là x nó sẽ lớn hơn hoặc bằng 3. Và yếu cùng x trừ 2 lớn hơn bằng 2, tức là x nó sẽ lớn hơn hoặc bằng 4. Cùng lớn thì chúng ta sẽ chọn số lớn nhất. Thì chúng ta sẽ mất khoảng là 5 giây chứ không có mất nhiều thời gian. X lớn hơn bằng 4 thì chúng ta sẽ xuất phát từ số 4. Chúng ta có thể là kết thúc là 20 hoặc là chúng ta tăng lên. Ví dụ chúng ta kết thúc là 20, bước 1.
Chúng ta bắt đầu xem thử là với giá trị x bằng bao nhiêu thì làm cho biểu thức f(x) bằng 0. X bằng 9, như vậy chúng ta được một nghiệm. Chúng ta nếu chúng ta để ý thì chúng ta thấy cái giá trị f(x) nó đang tăng dần và có các khả năng đưa về lại số 0. Thì ở đây chúng ta chỉ có một nghiệm duy nhất. Nếu bạn nào vẫn không có chắc chắn, không tin tưởng thì chúng ta có thể là xuất phát từ 21 đến 40. Chúng ta xem. Rõ ràng cái giá trị x ngày càng tăng. Thì như vậy, câu số 7, đáp án của chúng ta là đáp án A. Câu số 8. Số hạng chính giữa của khai triển đương nhiên ứng với k bằng 2. Khi nãy. Câu số 4. Câu số 4. Như vậy là các bạn và các em có thể là xem lại câu số 4. Số hạng nào sau đây không phải là hệ số của x mũ 7 trong khai triển? Thì chúng ta chỉ cần là xác định hệ số của x mũ 7 trong khai triển, chúng ta so sánh là xong. Thầy tiếp tục câu số 10. Biết C7N bằng 120 thì khi đó giá trị E7N chia cho 20 bằng là. Thì đầu tiên chúng ta xem thử là C7N bằng 20 thì chúng ta suy ra được là N bằng bao nhiêu. Thì chúng ta có thể sử dụng máy tính, chúng ta tính nhanh như sau. Ở đây là C7 bằng 120 thì bây giờ chúng ta chuyển qua trừ 120. Chúng ta bắt đầu. N đương nhiên N nó phải là lớn hơn 1 bằng 7. Nếu bạn nào thích có thể cho N 1. Kết thúc, bây giờ có thể kết thúc được 30. Còn nếu không thì ta là 20. Chúng ta xem. Đây. Như vậy với N bằng 10, với N bằng 10 thì nó sẽ thỏa mãn phương trình. Như vậy suy ra được N bằng 10. Giá trị f(x) chúng ta càng ngày tăng, như vậy nó sẽ không có thể nào trở về không được. N bằng 10 thì khi đó giá trị là, chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta tính toán và chúng ta so sánh. Như vậy là 10. E7 chia cho 20 bằng. Chúng ta chọn đáp án C. Vừa rồi, thầy đã trình bày 10 bài tập đầu tiên, cũng là các dạng cơ bản nhất ở phần dĩ thức Newton. Thì ở video tiếp theo, thầy sẽ đề cập đến những dạng nó phức tạp hơn. Thì có vấn đề gì cần trao đổi hoặc là góp ý, các em có thể là bình luận ở bên dưới video. Các em có thể là vào kênh YouTube Toán cấp 3 để chúng ta xem thêm những video mà mình cần thiết. Ví dụ như là chúng ta có thể là xem video về hình học, chúng ta áp dụng định lý Menelaus thì chúng ta tính tỷ số, hoặc là chúng ta xem thêm cách xác định giao điểm đường mặt, hoặc là các bài toán về tổ hợp xác suất. Ở đây có hai video là về trắc nghiệm hoán vị chỉnh hợp tổ hợp, chúng ta có thể là xem thêm. Chúng ta có thể là kích vào nút đăng ký để chúng ta cập nhật những cái video mới nhất từ tác giả. Chào tất cả các em, chúc các em học tốt, hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo.